hồi 20 tuổi, mẹ tôi, cô sinh viên sư phạm trẻ trung, xinh đẹp và đầy nhiệt huyết, đã sẵn sàng trở thành một người giáo viên thật thụ với tất cả những tri thức và tấm lòng của mình. Người cô ấy được phân công giảng dạy vào một ngôi trường trung học nằm ở vùng ngoại ô. Trường không to lại hơi cũ kỹ, thế là mỗi ngày mẹ vẫn đều đặn đến trường trong bộ áo dài thước tha đầy duyên dáng, trên chiếc xe đạp và con đường quen thuộc đất đỏ bụi bặm, mà lòng nghe tiếng hân hoan trỗi dậy khi nghĩ về cảnh đến lớp giảng dạy. Cũng như bao giáo viên trẻ khác, mẹ vẫn gặp khó khăn trong những giờ lên lớp đầu tiên, trong cách tiếp cận tâm lý học trò, dạy như thế nào để học sinh vừa cảm thấy vui lại vừa nghĩ nhớ bài tốt. Mẹ cố gắng mày mò học hỏi những giáo viên giàu kinh nghiệm, học cách lắng nghe học trò của mình để tìm ra phương pháp dạy và học tốt nhất. Những cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng, những thành công đã bắt đầu mỉm cười. Cột mốc chuyển trường, tưởng chừng như mẹ sẽ mãi gắn bó với ngôi trường đầu tiên của mình trong suốt quãng đời dạy học còn lại. Đây cho mẹ quá nhiều kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn và cả những điều không thể quên được. Trường mới, học trò mới, đồng nghiệp mới và môi trường mới, rồi đâu cũng vào đấy. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thế mới thấy đời người ngắn ngủi như chiếc lá xanh, mấy chốc quá vàng. Mới hôm nào mẹ còn khỏe khoắn tinh tươm, nhiệt huyết trong từng bài giảng, giờ cũng trở thành một bà giáo giàu kinh nghiệm hơn và cũng nhìn nghề ở nhiều khía cạnh hơn. Bà vẫn ngày ngày đến lớp, chỉ là chậm rãi hơn. Bà vẫn lặng lẽ truyền đạt tri thức qua từng tiết học, chỉ là sâu sắc và trải đời hơn. Bà vẫn tận tụy với chồng con hơn bao giờ hết, chỉ là yếu ớt hơn. Tháng năm tuổi trẻ hết mình với nghề, với đời đã ít nhiều vắt kiệt sức khỏe của người giảng viên trẻ năm nào. Chân của bà dần yếu đi nên việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, về ba chiếc cầu thang cũng làm bà bận tâm. Có lần bà còn suýt té ngã bởi đôi chân ngày một yếu đi. Giọng nói cũng không còn to, rõ và đều đặn như những ngày còn trẻ. Tuy nhiên, với bà, làm nghề là phải có tâm. Việc làm xuất phát từ tâm, tốt thì làm việc gì cũng có ích. Ánh mắt là thứ không bao giờ lừa dối cảm xúc. Tôi bắt gặp ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ của bà vào một buổi chiều mưa cận kề ngày tổng kết cuối năm. Cũng chính là ngày bà chính thức về hưu, rời xa giảng đường thân thương sau 35 năm giảng dạy. Ánh mắt là thứ không bao giờ lừa dối cảm xúc. Tôi bắt gặp ánh mắt chất chứa nhiều suy nghĩ của bà vào một buổi chiều mưa cận kề ngày tổng kết cuối năm. Cũng chính là ngày bà chính thức về hưu, rời xa giảng đường thân thương sau 35 năm giảng dạy. Bà kể lý do bà theo nghề giáo viên bởi vì quá yêu cái thời khắc học sinh trong trẻo đó, khoảnh khắc được đến trường, đến lớp, khoảnh khắc người của thế hệ này truyền tải tri thức cho thế hệ tiếp nối, nó thiêng liêng và đẹp vô cùng. Bà yêu cả những gương mặt trẻ thơ với nụ cười trong sáng, yêu cái ánh mắt hồn nhiên, yêu tiếng cười giòn tan không chút ưu phiền của học sinh, yêu luôn cả những giọt nước mắt chia tay ngày tốt nghiệp. Những lần lên lớp với bà đều là những lần cuối cùng được đứng bục. Bà cố gắng đặt cả tâm trí và cả trái tim của mình cho việc giảng dạy. Học sinh yêu thương bà rất nhiều, nhưng không thích bà cũng không ít. Nhưng thôi, miễn sao cho chúng thành tài. Ngày tổng kết, ngày về hưu, rồi khoảnh khắc đó cũng đến.
khoảnh khắc chia tay trường lớp để lui lại về sau với tuổi già của người giáo viên cũng đến. Sân trường tổng kết hôm nay sao buồn thấy lạ, vẫn là những chùm bóng bay, vẫn là những dãy ghế xanh xếp dài, vẫn là cột cờ, vẫn là những phần quà nhỏ nhỏ xinh xắn. Sân trường vẫn cứ rợp nắng, nhưng sao lòng bà nặng nề biết mấy. Có chăng vì hôm nay là ngày cuối cùng trong quãng đời giáo viên đầy thăng trầm của bà. Nhưng điều làm bà ngạc nhiên nhất chắc có lẽ là món quà bất ngờ của người học trò, cũng chính là đứa con bé bỏng ngày nào của bà mang lại. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, bao nhiêu kỷ niệm những khó khăn thăng trầm với nghề chật ồ về trong phút chốc, khiến bà nghẹn ngào trong xúc động. Dân, đó chính là bà, một giáo viên tận tâm với nghề, một người mẹ hết lòng vì gia đình, một người phụ nữ kiên cường, mang trong mình một trái tim nhân hậu. Con yêu mẹ.